Và quý vị ơi, ngay tại khoảnh khắc này xin được mời tất cả những vị khách đang có mặt tại FC Vivo City hãy cố hướng ánh nhìn của mình về khu vực thảm đỏ của chúng tôi. Để chuẩn bị đón chào cặp đôi rất đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Và các bạn tin chắc là mọi người cũng đã biết đó là ai rồi phải các bạn? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cha đẻ của bảy phần lật mặt và đặc biệt đó chính là lật mặt bảy một điều ước. Hãy dành một đầu tay cho cặp đôi Lý Hải và Minh Hà đang cùng nhau di chuyển tại khu vực thảm đỏ chính của chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn ngày hôm nay thì những thiên thần nhỏ của anh Hải và chị Hà sẽ xuất hiện để gửi lời chào tất cả mọi người trong một phút nữa ạ. Vâng, ngày hôm nay thì anh Hải và chị Hà rất là lộng lẫy thưa quý vị. Một mùa vàng may mắn, hy vọng sẽ mang đến cho tất cả quý vị và các bạn một mùa năng lượng tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay. Và sẵn sàng để mời mọi người đã cùng nhau thưởng thức những thức vui đầu tiên của lần mặt bảy một điều ước.